Khan hiếm nguồn cung khiến giá bất động sản tăng cao. Hệ thống pháp luật liên quan đến thị trường này có một số nội dung chưa đáp ứng nhu cầu thực tiễn. Điều này đã làm ảnh hưởng không nhỏ tới tiến độ đầu tư và triển khai các dự án. Nhà ở xã hội, một trong những phân khúc bất động sản được xã hội quan tâm nhất vào lúc này, cũng bộc lộ nhiều điểm nghẽn trong quá trình phát triển. Cụ thể nhất là những khó khăn về các quy định pháp luật như trình tự thủ tục đầu tư, xây dựng, mua bán nhà. Việc xác định giá, các chính sách ưu đãi cho chủ đầu tư dự án nhà ở xã hội. Đặc biệt là nhiều địa phương cũng chưa quan tâm đến phát triển phân khúc này. Để gỡ những nút thắt cho thị trường bất động sản, nhiều chuyên gia cho rằng cần phải làm tốt hơn nữa công tác quy hoạch. Cùng với đó là vấn đề định danh bất động sản. Các phân khúc bất động sản đặc thù như condotel, officetel phải được định danh trong luật đất đai và sau đó là những luật khác như luật nhà ở, luật kinh doanh bất động sản sẽ thể chế hóa. Theo nhiều chuyên gia, để thị trường bất động sản phát triển ổn định trong thời gian tới, bên cạnh việc hoàn thiện thủ tục pháp lý, định danh các phân khúc bất động sản đặc thù, phát triển nhà ở xã hội theo hướng thị trường, thì việc cấu trúc thị trường vốn, cấu trúc thị trường tiền tệ cần phải hợp lý hơn. Điều này sẽ góp phần mang lại những thay đổi tích cực trong tiến trình phát triển ổn định của thị trường bất động sản, giảm thiểu rủi ro cho nền kinh tế. Các chuyên gia cũng nhận định hệ thống luật pháp quy định về thị trường bất động sản bao giờ cũng thay đổi chậm hơn những biến động thực tế, đặc biệt là thị trường bất động sản du lịch, bất động sản nghỉ dưỡng, condotel thường biến đổi nhanh, dễ dẫn đến xung đột cao. Vấn đề hiện nay là cần tiếp cận giải quyết vấn đề phải trên nền tảng luật đất đai, cho nên muốn giải quyết được việc gì thì cần phải dựa trên nền tảng đấy. Về nguyên tắc, cần lấy luật đất đai sửa theo đúng quy định thị trường và làm nền tảng sửa các luật khác, nếu không sẽ gây ra tình trạng xung đột. Đối với bất động sản du lịch nghỉ dưỡng, câu chuyện rõ ràng không phải quá phức tạp về mặt pháp lý. Vấn đề quan trọng nhất đó là phải xác định được người chịu trách nhiệm về việc đó và cá nhân phải chịu, chứ không phải là tập thể phải chịu.